Quý vị đang theo dõi kênh podcast của Trường Quản trị Nhân sự PACE, đối tác độc quyền của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ SHRM, tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới dành cho những người làm nghề quản trị nhân sự. Kênh podcast này sẽ là nơi chia sẻ những kiến thức và kỹ năng chuyên biệt cho cộng đồng những người làm nghề nhân sự tại Việt Nam. Cứ vào mùa cao điểm tuyển dụng, bộ phận nhân sự lại phải đối mặt với một khối lượng công việc tăng đột biến. Nếu không liên tục cải tiến và tối ưu quy trình tuyển dụng, bộ phận nhân sự có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian, năng lượng và ngân sách cho những giai đoạn quan trọng này. Vì thế, hôm nay Trường Quản trị Nhân sự PACE xin gửi đến quý vị một chủ đề mà có lẽ bất kỳ người làm nghề nhân sự nào cũng rất quan tâm vào thời điểm này, đó là các xu hướng tuyển dụng mới nhất mà các chuyên gia nhân sự không thể bỏ qua. Xu hướng đầu tiên chính là ứng dụng công cụ quy trình mới vào tuyển dụng. Hình thức phỏng vấn truyền thống như gặp mặt trực tiếp với ứng viên có thể không phải là cách hiệu quả nhất để tiếp cận và đánh giá chính xác các kỹ năng tổng hợp của ứng viên. Với sự trợ giúp của các công cụ và nền tảng mới cho mục đích phỏng vấn, giờ đây nhà tuyển dụng có thể sàng lọc các ứng viên sở hữu những kỹ năng và khả năng tổng thể với thời gian ngắn hơn nhiều so với phỏng vấn trực tiếp. Những cải tiến công nghệ mới có thể được áp dụng trong buổi phỏng vấn nhằm cải thiện các đánh giá kỹ năng mềm mà công ty đặt ra như đánh giá thực tế ảo, cũng như các cuộc phỏng vấn qua video hay phỏng vấn từ xa đối với cá nhân sẵn sàng làm việc từ xa. Tăng cường sử dụng dữ liệu để đưa ra những quyết định tuyển dụng mang tính chiến lược cũng là một xu hướng đáng được quan tâm. Việc xử lý dữ liệu sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác dự đoán kết quả tuyển dụng, chứ không chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo. Công đoạn này sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong thời gian tới, từ đó làm tăng khả năng duy trì, đánh giá khoảng cách kỹ năng, đưa ra những đề nghị tốt hơn giữa ứng viên và nhà tuyển dụng, cũng như giúp nhà tuyển dụng hiểu những gì ứng viên mong đợi từ tổ chức. Do đó, nhà quản trị nhân sự nên tối ưu hóa khả năng phân tích dữ liệu của mình để lên kế hoạch tốt hơn cho việc hoạch định chiến lược nhân sự trong công ty. Dự đoán thành công của ứng viên, đánh giá cung và cầu tài năng, so sánh số liệu tài năng với đối thủ cạnh tranh và dự báo nhu cầu tuyển dụng. Bên cạnh đó, xu hướng kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI và các thiết bị tự động khác cũng đang ngày càng phát triển. Trong thời gian sắp tới, AI được dự đoán sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác tuyển dụng nhằm cắt giảm chi phí, tự động hóa tuyển dụng tốt hơn cũng như hạn chế tối đa các lỗi trong quá trình tuyển dụng. AI cũng có thể hữu ích trong việc tìm nguồn cung, sàng lọc, duy trì và mở rộng nguồn ứng viên, lên lịch phỏng vấn và tham gia phỏng vấn ứng viên. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn phải cần sự đánh giá của người quản trị như việc xây dựng mối quan hệ với các ứng viên, nhìn thấy tiềm năng của ứng viên, đánh giá khả năng phù hợp với văn hóa, đánh giá kỹ năng giao tiếp và thuyết phục ứng viên chấp nhận đề nghị cộng tác. Một xu hướng đang dần trở nên phổ biến khác là sử dụng thương hiệu nhà tuyển dụng. Việc xây dựng một thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh mẽ và hấp dẫn có thể thu hút ngày càng nhiều ứng viên. Nghiên cứu của LinkedIn đã chỉ ra rằng 75% những người tìm việc quan tâm đến các công ty có uy tín và thương hiệu nhà tuyển dụng vững chắc. 83% công ty cho rằng thương hiệu nhà tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong khả năng tuyển dụng nhân tài và 69% ứng viên sẽ không chấp nhận công việc trong một công ty có tiếng xấu, ngay cả khi họ không có việc làm. Quan tâm trải nghiệm ứng viên và có chiến lược quản lý các mối quan hệ cũng là một xu hướng khá nổi bật gần đây. Trải nghiệm ứng viên và chiến lược quản lý mối quan hệ là những xu hướng tuyển dụng khá mới và hữu ích trong tương lai. Những ứng viên có trải nghiệm tích cực trong quá trình tuyển dụng sẽ có nhiều khả năng chấp nhận lời đề nghị, tiếp tục ứng tuyển hoặc giới thiệu với những người khác về nhu cầu tuyển dụng của công ty. Khảo sát từ Kelly Service cho thấy 95% ứng viên có trải nghiệm tuyển dụng tích cực từ lần đầu tiên có thể sẽ tái ứng tuyển và 55% sẽ lan truyền trải nghiệm tích cực của họ trên phương tiện truyền thông xã hội, mang lại hiệu ứng tốt cho công ty. Điều này cũng có thể góp phần cải thiện mối quan hệ của nhà tuyển dụng với các ứng viên trong tương lai. Cuối cùng là xu hướng mới áp dụng truyền thông mạng xã hội để tuyển dụng. Trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay, nhà tuyển dụng sẽ không bao giờ biết hết tất cả những nơi có ứng cử viên tốt nhất cho các vị trí mình tìm kiếm. Do đó, để tối đa hóa chiến lược tuyển dụng, hãy nhờ sự trợ giúp từ các phương tiện truyền thông xã hội và ứng dụng di động nên được cân nhắc áp dụng trong công tác tuyển dụng hiện đại này. Việc cải thiện hình thức tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông xã hội có thể giúp nhà tuyển dụng tìm thấy 80% ứng viên tiềm năng. Tương tự như vậy,
đã có 89% các công ty áp dụng phương pháp này trong quá trình tuyển dụng của họ và 70% các nhà quản lý tuyển dụng nói rằng họ đã thành công với chiến lược trên. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh podcast của Trường Quản trị Nhân sự PACE. Để tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo quản trị nhân sự quốc tế của chúng tôi, quý vị vui lòng truy cập website shrm.pace.edu.vn hoặc gọi theo số hotline 028-3837-0208. Hãy ủng hộ và theo dõi các tập tiếp theo để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích về ngành nhân sự nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.